em có thể thấy được cái máy bơm thuyền phao nhá. Bơm thuyền phao này có điều khiển từ xa. Cái thuyền phao này thì nó cũng như bình thường thôi. Tuy nhiên mình đã tích hợp thêm một bộ điều khiển từ xa. Bơm của nó bằng chất liệu hợp kim nhôm nhá. Có điều khiển từ xa kìa. Trên máy bơm kia là bộ thu tín hiệu nhá. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây này, bộ thu tín hiệu, đây là điều khiển. Được chưa mạnh nhá? Ôi giời, không đỡ được à? Quân mình giết quân ta rồi. Quân tầm được rồi. Chạy bơm rồi. Thuyền phao điều khiển từ xa nhá anh em nhá. Kéo vào bóng nhá. Kéo thẳng ra. Kéo thẳng ra. Rồi. Kéo thẳng ra, kéo thẳng ra. Kéo thẳng ra. Xoay, xoay cái đầu đỏ. Xoay cái đầu đỏ đây. Rồi, đi về, đi về, đi quay về đây, đi về, vỡ mồm. Đi đâu nhá. Không
Đẩy đẩy cái pha, đẩy cái thuyền bơm sang kia. Đẩy đẩy cái bơm sang. Ôi tôi đuổi chìm nhá. Ok chưa? Đẩy đưa đi, đẩy đưa đi. Đưa đi, đưa đi, đẩy đẩy. Rồi. Bơm nước chỉ dùng như này thôi. Không cho mày ngồi lên. Bạo loạn. Điên bạo loạn. Điên bạo loạn luôn. Không lần nào tiếp cận được bờ. Lên lên làm sao được. Mạnh mẽ đạn không lặn được à, lặn nữa cũng không được. Tàu ngầm yết tiêu à? Yết tiêu. Có vào đâu ông cu? Quay, quay, chơi tập chương trình đó. Thôi, từ từ, quay nào.